Đại Tùng Lâm Tam Bảo Sơn được xây dựng trên một khu đất trên 400 mẫu Tây trong một vùng rừng núi hoang vu thuộc địa hạt Harrington, tỉnh bang Quebec cách đây 30 năm. Với phong cảnh hữu tình và tĩnh mịch, ngôi chùa đã có một nét huyền bí, nhất là lúc sáng sớm khi trăng rằm còn ẩn hiện trong những đám mây. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Đại Tùng Lâm Tam Bảo Sơn, cũng như lễ khánh thành tôn thượng Quan Thế Âm. VBS Canada xin gửi đến quý khán thính giả những hình ảnh của buổi lễ này. Từ ngày hôm trước, nhiều Phật tử và thiện nguyện viên từ bốn phương đã quy tập về chùa để chuẩn bị đón tiếp quan khách thập phương. Sáng sớm của ngày lễ chính thức, mọi người đã sẵn sàng trên sân chùa để nhận công tác được giao phó. Phái đoàn đầu tiên viếng chùa là những cựu quân nhân Canada đã được đón tiếp trọng thể, cũng như chụp hình lưu niệm. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đại Tùng Lâm Tam Bảo Sơn được cử hành tại Chánh Điện. Mở đầu, Thầy Phổ Tịnh đã ngỏ lời cảm ơn công đức của tất cả Phật tử, sau đó là phần tụng niệm. Tất cả những gì của quý đạo hữu
tâm trong 30 năm qua được thành hình. Và hy vọng 30 năm tới hoặc là 100 năm tới, tất cả những công đức đóng góp của quý đạo hữu sẽ được tồn tại mãi với cái ngôi đại đồng lĩnh Tam Bảo Sơn, được coi là duy nhất tại Bắc Mỹ chế độ hình ảnh của một ngôi chùa truyền thống và tứ thánh địa của Đức Phật, cũng như các đạo tràng chư Phật và chư Bồ Tát. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của tất cả quý đạo hữu như là Phật. We that signed the contract to buy the land 337 acres, and from that time up to now, Buddhists developed gradually and become the first Buddhist center in North America, with enough for holy place of the Buddha and also other holy place of the Buddha Maitreya and the Buddha of Compassion. So once again, in the day to memorize 30 years ago to buy this land, thank you very much for all of your contribution. Thank you. Not an objective from me. The promoter, the Buddhist, and the consacré la culture asiatique au Canada. Compléter les études universitaires à tout le monde. Notre mission, développer et enseigner les doctrines du Bouddha. Sur cette place, nous avons rencontré les quatre lieux du Bouddha au Québec. Fournir le soutien financier et moral aux victimes des sinistres, des inondations ou des désastres naturels aux communautés asiatiques. Fournir des services religieux de tous les soirs aux familles dans le cadre des besoins. L'histoire, le monastère est en marche. Le très vénérable Titigny et moi-même avons acquis et fondé ce monastère dans 1988 sur un terrain de 337 acres à canton de Hariton au Québec. Nous avons recréé les quatre lieux saints reliés à la vie du Bouddha. Le premier, le jardin de l'Omini dans 1992. Le Bodhigaya où le Bouddha a éteint l'illumination dans 1995. Ici, Tapatana Samadhi où le Bouddha a donné son premier enseignement, le quatre notes vérité aux cinq frères, dans 1996. Et le Kishinagara, où le Bouddha quitte son corps en entrant dans le Nirvana, dans 1997. Nous avons érigé les statues des 18 Lohans, le statue du Bouddha Maitreya, le grand statue, le Bouddha de l'approbation, ainsi que les autres statues sur le terrain. Remerciements. La réussite de notre objectif et de notre mission a été atteinte aujourd'hui à 30 ans. Grâce au support à tous les jeunes, soit au Canada et à l'étranger, permettez-moi de vous dire en sincère, surtout spécialement à la communauté de moines, autant d'enjeux. Tous les moines, révérend Tithantam, ceci, révérend Tithantam, révérend Tithantam, révérend Tithantam, aussi que je vous remercie le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la ville canton Hariton, les organismes gouvernementaux, les communautés, les associations, les universités, les écoles, ainsi que les députés et les élus.
Lúc đó nông rồi mẹ siêu mang xe xe ô đi xếp lê nông đi xếp lê đi xếp lê về về nông. Và bây giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu lại thăm mộng nước máy. Thì quý đội giáo ra tới cửa đó, thì một hàng bốn người. Và tất cả những người đến của Canada họ cũng sẽ đi theo chúng ta, là vì chúng tôi có làm một cái tượng đặt cái bể đá để tưởng niệm tất cả các chiến sĩ Canada đã đi các quốc gia để hy sinh để bảo vệ tự do. Trong đó có chúng ta, họ đã cứu mang chúng ta ở tại Canada này. Do đó chúng ta làm một cái bể đá để tưởng niệm và để cảm ơn rất chân thành khi chúng ta sống ở tại quốc gia này họ đã cứu mang chúng ta. Do đó cho nên họ sẽ đi theo. Thì nó quý đồng, chúng tôi sẽ không có niệm gì hết, cũng không có đánh chuông. Quý đồng chỉ bước qua bước, rồi lại rồi bước theo bước. Thì chúng tôi sẽ sái tịnh hai con tượng Ngài Kim Cang do gia đình của cô Diệu Niệm, hướng lên cô Diệu Niệm cúng dường, và gia đình của Minh Quấn Thiệu Khả đã phát tâm cúng với tôi. Sau khi hoàn mãn lễ kỷ niệm, tất cả chư tăng và Phật tử đã tam bộ nhất bái, di hành lên núi, nơi đặt ngôi tượng Quan Thế Âm.
Đến tôn tượng Quan Thế Âm, chư tăng và Phật tử đã dừng chân tại đài tưởng niệm các chiến sĩ Canada đã vị quốc phong thân. Mọi người đã cùng hát quốc ca Canada để vinh danh các chiến sĩ, sau đó là bài phát biểu của thầy Phổ Tịnh nêu lên sự hy sinh của các chiến sĩ và cảm ơn quốc gia Canada đã cứu mang những người tị nạn Việt Nam. Remercier de votre présence ici, ainsi que tout le monde va présenter aujourd'hui pour commémorer le cénotaphe qui a mémorisé les soldats canadiens à tomber soit à l'étranger ou au pays, afin de protéger le Canada. Et grâce à la contribution de ces gens, nous sommes arrivés ici à Seine et Sorte. Et dans l'avenir, le Canada est toujours protégé par l'armée canadienne, ainsi que les référents.
cả chúng ta đều sau 1975 đã rời bỏ Việt Nam để ra đi, có thể bằng tàu thủy hay bằng chánh thức. Và quốc gia Canada là một quốc gia đã cưu mang chúng ta trong mấy chục năm qua. Chúng tôi xin đại diện chân thành cảm ơn quốc gia Canada đã cưu mang chúng tôi. Après la chute de Saigon, le Canada a déjà ouvert avec le grand cœur ouvert de nous accueillir. Soit nous sommes allés ici, soit en bateau, soit en avion, ou n'importe quelle raison que nous avons déjà présenté ici. Mais cependant, le Canada a grâce à ces gens a déjà ouvert. Aujourd'hui, le révérend principal a sincèrement remercié de vous comme représentant pour le Canada. Et de vous, c'est nous sommes déjà arrivés ici et je vous remercie beaucoup de votre temps que vous êtes déjà ici pour célébrer avec nous. Merci beaucoup. Chúng tôi xin cảm ơn các chiến sĩ còn đang bảo vệ tự do cho tất cả mọi người trên thế giới và cũng xin cảm ơn những chiến sĩ của Canada đã bỏ mình để giữ gìn tự do cho tất cả nhân loại. Grâce à cette offre, on va garder longtemps souvenir que toutes les soldats canadiens sont tombés et cela que nous avons déjà honoré leur disparu. En même temps, le révérend principal veut remercier tous les soldats encore vivants ou les soldats présentement à l'étranger, soit dans toutes les opérations internationales pour bien protéger dans notre pays. Et elle remercie sincèrement les soldats canadiens. Và tất cả chúng ta đụng chú giảng sanh ba biến để cầu nguyện cho những chiến sĩ đã ra đi và cũng kỳ bình an cho những chiến sĩ còn lại để giữ gìn tự do cho chúng ta được sống bình an trong quốc gia này. Thank you.
buổi lễ khánh thành đã được cử hành trọng thể dưới chân tượng Quan Thế Âm, sau đó đã đi chung quanh tượng đài và tụng niệm. Đời tờ chung nắng thành tâm lệ sáng đại vi xuất tượng ngưỡng lại Quán Âm Bồ Tát tùy từ chứng minh công ngã đức chỉ tâm đánh lễ thì Nam Mô Hát Sa Ra Đá Ta Ta Già Cha Đại Vi chỉ tâm đánh lễ thì Nam Mô
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiêng tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya gây rực khổ hồn lườn. Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ nhà. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người trở về chùa dưới chân núi để tham dự buổi cơm chay, trong đó có phần salad do cựu quân nhân Canada phát tâm cúng dường và tự tay phân phối cho đồng hương. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý khán giả, theo tin tức của thầy Phổ Tịnh cho biết, chi phí xây dựng chùa trong 30 năm qua lên đến 30 triệu gia kim. Riêng tôn tượng Quan Thế Âm, chi phí lên đến 10 triệu gia kim. Một công trình xứng đáng là Đại Tùng Lâm Tam Bảo Sơn duy nhất tại Bắc Mỹ. Chương trình phóng sự của VBS Canada đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi trong những giây phút vừa qua. Xin kính chào tạm biệt.